Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, và sau đây em xin quay giới thiệu chi tiết toàn bộ về chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2012, số tự động 2 cầu, sử dụng động cơ 2.5, máy dầu, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, chiếc xe màu xám. Và toàn bộ về thân vỏ chiếc xe này thì em cũng khẳng định cam kết với quý anh chị là bên em đã kiểm tra, không có đâm va biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn. Và máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý tên tư nhân, sang tên đầy đủ cho quý anh chị và các bạn. Hoặc quý anh chị nào ở tỉnh thì em rút hồ sơ về cho quý anh chị được thoải mái. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi thì cho Em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên Em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Vâng, vừa rồi em vừa quay tổng thể về bên ngoài chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2012, số tự động 2 cầu. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 370 triệu. Vâng, với giá 370 triệu quý anh chị có thể sở hữu ngay được một chiếc xe số tự động 2 cầu Nissan Navara. Toàn bộ cụm đèn pha nguyên zin từ đầu và mặt ca lăng nguyên bản từ đầu. Và xe thì kính không bị rạn nứt, đăng kiểm đến tận tháng 10 năm 2020. Và toàn bộ phần đồng sơn này, vỏ rất chi là đẹp. Lốp thì rất chi là dày, toàn bộ lốp khá là dày nên là quý anh chị yên tâm về sẵn đổ dầu vào chạy thôi. Và toàn bộ cái phần gầm của chiếc xe đây, phần gầm không có dấu hiệu bị chảy xước gì. Và phía đầu của chiếc xe này rất chi là tròn trịa và đẹp, từ đèn pha, đèn gầm, nó cực kỳ đẹp đấy. Và đến các cái cu lốp đây, toàn bộ các cu lốp đường gân này rất chi là đẹp đấy. Và lốp thì dày dặn, bậc lên xuống không có dấu hiệu bị mòn hoặc chảy xước. Đây là toàn bộ các cái phần lốp phía sau. Với chiếc xe Nissan Navara hơn 300 triệu, 370 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được em tự động 2 cầu này. Và sắt xi không có dấu hiệu bị dí mọt cắt nối. Đây là cái phần gầm phía dưới của chiếc xe. Toàn bộ phần gầm phía dưới của chiếc xe đây khá là đẹp và nguyên bản từ đầu, không có dấu hiệu bị dí mọt. Đây là toàn bộ cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe. Về cái phần lót thùng thì hai bên thành không bị chảy xước. Đèn hậu là nguyên zin từ đầu. Tất cả các cái phần chỉ, cánh cửa và cốp sau, cốp trước là em kiểm tra không có dấu hiệu bị mọt hoặc là bị làm lại. Từ các cái con ốc đều là nguyên zin từ đầu. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì khá là đẹp và mới đây. Toàn bộ nội thất ghế da và bóng khí là nguyên zin. Xe được trang bị thêm màn hình DVD, hộp số tự động. Mọi hộp số thì em chạy thử chuyển động rất chi là mượt. Tay nắm vô lăng củ số được nguyên zin từ đầu, khá là đẹp và mới. Về các cái phần trần là trần lý nguyên bản theo xe. Đèn trần nó hoạt động rất chi là tốt. Và toàn bộ cái phần ghế phía sau của chiếc xe không có dấu hiệu bị chảy xước hoặc là móp méo. Bác chủ trước thêm bộ lót sàn này, khá là sạch. Xe nội thất này, thơm tho. Và toàn bộ các cái đường gân,
đường viền và các cái cột này là nguyên zin từ đầu. Tay nắm ở cử táp ly là nguyên zin. Và cam kết bốn cánh cử là không có đâm va. Toàn bộ các cái phần chỉ là nguyên zin hết từ đầu. Em quay thực tế về chiếc xe cho quý anh chị xem. Đây, vô lăng nguyên zin từ đầu. Rất chi là đẹp. Từ cú số, màn hình đậu thêm, bóng khí nguyên bản từ đầu. Cái trần này cực kỳ đẹp và cánh cửa bên lái này, tất tần tật là nguyên zin từ đầu. Vâng, về phần máy và phần số thì quý anh chị yên tâm, toàn bộ máy số là ốc nhái này, ốc nguyên zin. Từ cabo, ốc tai không có dấu hiệu bị tháo lắp và ốc đèn. Đèn zin rất chi là xịn sò, máy rất chi là sáng và đẹp. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đây. Nên là chưa có dấu hiệu bị làm lại hơi. Và toàn bộ hộp số bên em kiểm tra khẳng định hộp số và máy là nguyên zin. Sơn đánh dấu và ốc không có dấu hiệu bị tháo lắp, không bị ngập nước. Nên là tuyệt nhiên là máy số là nguyên bản. Đây là toàn bộ động cơ đang hoạt động đây. Nổ khá là êm. Sử dụng động cơ 2.5 máy dầu, số tự động 2 cầu. Xe đi khá là tiết kiệm với 67 lít 100 cây. Máy số nguyên zin tên tư nhân. Và chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 370 triệu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại đây. Và mời anh chị qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.